chào. Mình tên là Thanh Tâm, mình năm nay 41 tuổi. Mình đến từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mình đã có gia đình, có hai cháu trai. Hiện tại là mình chỉ làm công việc nội trợ gia đình và chăm sóc đưa đón con đi học. Cả gia đình mình là rất là yêu ca hát, nhất là mẹ mình. Và mọi người thường thường những ngày nghỉ và những ngày lễ, mọi người cũng hay hội tụ để ăn uống và hát karaoke với nhau. Mình có đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng để mà có một cơ hội để thể hiện mình ở trên một cái sân khấu lớn như một cái chương trình tìm kiếm tài năng thì mình cũng chưa bao giờ được nghĩ đến. Nhưng mà con trai mình năm nay 19 tuổi và mọi người trong gia đình cũng động viên, thích cho mình đi thi. Con trai mình đăng ký và mình cũng muốn qua cuộc thi này thể hiện cho tất cả mọi người trong gia đình, những bạn bè thân và nhất là chồng và các con mình được tự hào về mình. Tiết mục hôm nay mình thể hiện là một tiết mục của ca sĩ Phương Thanh, là thần tượng của mình. Mình sẽ cố gắng thể hiện để thần tượng của mình không phải thất vọng.
Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21h15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.